Tiên Hà chuẩn bị ăn hả? Giờ lên ghế ngồi phải không? Chuẩn bị luôn cái tivi. Bữa nay mẹ Xuyến Tiên Hà chuẩn bị cho miếng dưa hấu để dụ nữa nè. Ăn cháo hả Xuyến? Rồi thêm cái tivi nữa để nghe nhạc nữa nè. Vậy mới chịu đó. Giờ điện giờ đang sạch sẽ nè. Khoảng 1 2 phút sau cái là mình mẩy tầm lem hết ráo luôn. Tiên Hà ơi, đi qua nội không? Diện tivi rồi. Qua nội không? Hả? Nội thấy rau bệnh là đi không? Sao Hùng đi thấy rau không? Đi thấy rau không? Ở nhà dụ em ăn đi nha. Ừ, ba đi qua coi nội hát không? Ừ. Ừ, có anh hai nữa nè. À, Quang Sơn chào cả nhà mình ha. Bữa nay mẹ đẩy món chay rằm mà không biết là đang chuẩn bị món gì, nghe nói đi hái bông súng nữa. Giờ qua vườn hái rau với má Năm nha. Hiện giờ thì cửa hàng vẫn đóng cửa ha. Mình sập xuống vậy nè. Ừ, quên, nó chuẩn bị cái khẩu trang lên chứ. À, đi ra ngoài phải lấy cái khẩu trang. Còn em. Rồi. Giờ ở nhà có cái vườn rau là cũng đỡ ha. Mẹ đang làm rau ở nhà. Bóp lại cho nó kín. Giờ qua vườn rau cũng phải đeo khẩu trang nữa. Làm gì vậy mẹ ơi? Còn cỏ hả mẹ? Ủa có dưa hả? Mẹ đang cuộn dây á hả? Dạ. Vậy là được 4 trái nữa. Ngon quá ha. Trái này tự rụng dây luôn. Ngon quá chừng nè. Dạ. Trái chín dây thì nó ngon hơn. Nãy giờ mẹ rụng dây rau hả? Chưa rụng nữa. Nãy giờ nhổ cỏ một vòng đây nè. Cho dạ. Ba bí nó bò. Ba cái đầu bắp nữa. Với lại mẹ tưới vòng rau. Rau hôm nay lên đã quá ha mẹ. Này 2 tuần ăn được hả mẹ? Bên đây thì nó đặc nè, bên kia sao thưa quá chừng nè. Yếu. Đất không tốt, không không tốt nó lên. Dạ. Đây lên đặc. Cực luôn. Nó phải phân người tốt rồi nha, còn đất nó không chịu. Dạ. 2 bịch nữa mà lên mấy cọng, còn này 1 bịch đó, lên được nhiều. À, bỏ ít hơn mà lên nhiều. Đi giờ mẹ đi hái mấy cái dao. Dạ. Đi hái cái người ta rau muống với là được súng ở đâu mẹ? Ở trên sáu. Bữa nay ăn chay hả mẹ? Bữa nay ăn chay. Món gì vậy? Bữa nay ăn món đậu bún kho với đậu bắp với tàu hũ với lại đậu kho. Rau sống ăn với mắm đậu kho. Tàu hũ kho là hôm bữa mua bỏ tủ lạnh phải không? Nghe Xuyến nó bỏ tủ lạnh rồi giờ nó bị rã hả mẹ? Nó không có rã, nó bị khớp khớp á. Dạ. Dạ. Nếu như mình bỏ tủ lạnh thì mình làm cái món kỳ á. Dạ. Nó phải bỏ tủ lạnh thì nó mới ngon. Ngay chỗ cái sạp của cả nhà mình á. Có rau muống ở đâu mẹ? Dạ. Bữa nay mẹ đỡ tưới ha. Ngày nay mưa bão quá trời. Cái dòng đằng kia nó lên sung không mẹ? Đằng vườn kia kìa. Đậu bắp nó lên đều lắm mà có mấy lỗ mà bị nước sâu quá đó, nó dạ. Đất nó phủ xuống đó. Nên không nổi hả? Cái mấy cái chỗ mà lên đông á mà bứng mà bỏ nó xuống. Dạ. Rồi mẹ vô gốc hết rồi cũng ngon lắm. Hồi sáng mà lên mà tưới nó cái. Có lẽ hôm qua mà bứng xong mà tưới mà tối rồi. Bỏ khẩu trang ra sướng quá. Bởi bên đây không có ai hết, bỏ khẩu trang ra đỡ ngợp. Bây giờ thở muốn chết. Mẹ cũng ngợp chết đi. À, cả nhà thấy mùa này cực khổ ha, đi đâu phải đeo khẩu trang, ra ngoài trước cửa phải đeo. Trời nắng Dạ. Khóc
mắt lên. Cái cây đu đủ này nó bị lá vàng nhẹ sống nổi không ta? Cái cây này hư rồi nè. Hư hả? Sao bên trên thấy còn xanh quá mà. Ừ, với cái cây vàng lá kia chắc hư rồi, hư rồi. Thấy trước mắt hư ba cây vậy đó. Ừ. Cái cây kia kể đi xin bên ta. Người ta nói á, mình không được đắp gốc. Dạ. Với lại không được để úng. Dạ. Mà cái này hổng nó ngã nó mẹ phải đắp gốc cho nó đứng dậy. Đắp gốc nó ngập thở hả? Nó bị úng gốc. Ừ. Với trời mưa nước nó thoát không kỹ á. Dạ. Nó còn ướt á. Nó sẽ bị úng gốc. Vậy hai cái kỵ nó đều dính hết luôn. Con tưởng đắp gốc là tốt chứ. Gốc nó bị úng gốc. Dạ. Bữa nay định lội ruộng hái rau với mẹ nhưng mà cái chân bị đứt rồi. Không có lội xuống quay phim cho bà con mình coi được. Mẹ rải đu đủ lên được mấy cây nè. Đâu mẹ? Mà mẹ trồng cái chanh đây rồi làm sao nó ở đây? Biến nó đi. Vậy bây giờ nó đi quá. Dạ. Tội nghiệp nó chưa? Nó ở đây là tốt rồi mà cái chanh ở đây thì nó lên đây nó ăn phân cái chanh hết. Nó lên được 3 cây. Vậy đứng thế vô mấy chỗ mà cây đu đủ chết nè. Cây đu đủ này tuổi thọ nó cao không ạ? Không. Thường nó sống được mấy năm? Có khi nó sống lâu lắm. Dạ. Có khi cái nó chịu đất đó sau nó sống 1 hay 5 luôn á. Dạ. Có khi nhiều năm nữa. Còn có khi nó sống chừng hơn năm mà. Còn mấy cây này chắc cũng sống không thọ. Cây này người ta nói nó mau có trái thì chắc tuổi thọ nó không lắm. Cái giống mau có trái thì tuổi thọ nó giảm. Dạ. Còn mấy cây mà hồi đó ở nhà mình tự lên á, cái khi nó sống 1 hay 5. Ủa cái này giống mấy cái cây mà lấy màu quá vậy, lá cẩm mà. Đâu, cái thuốc á. Thuốc gì vậy? Thấy tưởng lá cẩm. Cẩm là họ đi sinh họ uống trị bông tử, trị ung thư á. Sáu trồng. Có 6 trồng thôi. Mấy cây đậu của mẹ đem trồng xuống được chưa? Trồng được rồi đó. Ui dạ. Cây sợi dạ, đi. Còn mấy cái này mẹ mới bỏ lại cái nó có lên không? Cái này là cà. Dạ. Còn cái này là đậu với mướp. Đậu mướp sung đó ha. Dưa. Mấy cái kia hổng không lên rồi mẹ trồng lại. Bỏ hột lại. Dạ. Mà không biết lên không, hột này hổng không đem vô nè. Cà pháo với cà tím. Cái gốc sợi này mẹ nó 20 năm hả mẹ? Bự quá trời hả? Biết 6 trồng này lâu lắm rồi. Yeah. Biết chợ đó không? Chợ đó chắc cũng 15 17 năm đó. Ở bên này có hứng nước không ạ? À? Mà đây thẳng vô hồ hả? Mà cho thẳng vô hồ rồi mấy cái máy trống rút nó ra rồi cho nó chảy vô hồ. Dạ. Yeah. Này có mấy cái hồ chứa nước cũng đỡ. Mấy bữa nay trời bão mà không có nước hay gì á. Chứ hồi đó là mỗi lần hứng mưa là nó đầy cái lu phải chạy ra, giữa mưa phải chạy ra. Cái này không có bị nghẹt. Lâu lâu phải coi chừng lá đây nè. Dạ. Nó không có xuống. Cái bụi tre này có cách nào mình phá nó không ạ? Gai quá trời. Phải bắt năm đốt hoài đó. Đốt hả? Đốt này thì sợ cháy nhà của Sáu. Ừ. Trời trái mà cái chòi này trời. Ai cũng không có lá, hổng lá xong rồi. Dạ. Vừa trái. Tại sợ răng rít nè. Bắt tâm phải sợ mà đốt. Dạ. Không trời có trái rồi nè. Hơi đá hả? Cái này ổi xẻ hả? Bước ra xa hè cái nghe nó im im tĩnh ha. Dạ. Cái bụi tre này uổng nó gai gốc mà nó lại không có lấy cây gì xài được hết. Nó là cây gai mà. Dạ. Chứ ngoài tre ngoài nhà xuyến đó mẹ. Là tre làm vong là lấy cái thân nó làm nhà làm cái hổng cái nhánh tre nó gạt ba cái gói dây trên nóc để xuống đổ bể ra. Nhánh tre nó sụi dạ. Lên nó quơ tóc cái gói trên. Cái ngói nhà bên Sáu sao nó bị đám đóng rong dữ ha, có nhiều ngói nó đâu có bị đen gì vậy mẹ? À, ngói này là ngói An Xuân, nó không tốt bằng ngói Đồng Nai. Ngói Đồng Nai tốt hơn hả? Dạ, đóng rong. Dạ, đóng rong ngang thui. Sáu để hai cái lu hai bên hè. Để
bên đây cũng có, bên kia cũng có. Bữa nay con chân đứt nên không có lội xuống được, con đứng trên bờ quay cho bà con coi cho vui. Bữa rồi quét có cái sân mà đổ máu vì suốt vô trong cái xào lạp xưởng đứt chân. Trong đây nhìn nó quằn quá ha, ngon quá ha. Nó không có bông cỏ mà còn ruộng bên ngoài chín bông cỏ quá chừng. Dạ. Có bông không ạ? Có bông mà sao bông nó ốm quá. Mà mọi năm thì chị Sơn Ca lội hái đây, các em lội theo á, quay cho cả nhà mình coi cái bông súng nó nằm ở dưới nước á. Bữa nay không xuống được, hơi tiếc. Nhưng mà nó hơi ngắn, chứ nếu mà ao á thì cộng nó dày lắm. Dạ. Cái trái này đẹp quá mà ăn không được ha, chùm chùm luôn nè. Cái mũ trơm. Cái này em không có kinh nghiệm lấy mũ trơm, chứ thấy nhiều nơi á, người ta chặt á, nó ra mũ dữ lắm. Rồi đây thì toàn để mũ tự nhiên nó tự xì không. Mà nó tự xì ở dưới gốc á thì nó lại đen không có ăn được. Nhưng mà nếu mà mình hồi xưa á, mình vẫn ăn ha. Mình làm sạch nó. Tại nay lười nha. Nó ra như vậy nó cũng trắng nè, trừ khi nó chạy xuống dưới đất thì nó mới bị đen đây. Mình đem về mình phơi nó, hoặc là mình rang nó. Khi mà mình rang nó cái á, thì mình nấu nước nó sẽ bung ra, nó giống như hột lười ươi vậy, nó ngon lắm. Nhưng mà như vậy nó sẽ bị nóng. Còn thường mình để như vậy này nó ăn nó sẽ rất là dẻo, rất là khó ăn, nhưng mà nó lại mát. Để nguyên trong cây vậy đó. Bên đó nhiều không mẹ? Mấy cộng hả? Nó ăn được. Dạ. Mình thấy hai ba xí rau. Có ăn. Không biết bên đây có cá không ha? Mẹ có thấy con cá nào quặn không? Không thấy quặn. Không thấy quặn, không có cá quá. Thì có ra đây câu cá. Dạ. Thường nó có ao lâu năm, nó cá xuống đó nó ở, rồi khi mà mùa mưa xuống nhảy lên nó đẻ rất là nhiều. Ở nay ao người ta không có xài, nó cạn khi mới người ta lấp. Dạ. Mẹ lội đi sâu sâu vậy. Dạ. Bữa nay mẹ lội đi xa quá em không có ra quay cho cả nhà coi được, mình dừng video đây ha. Chiều nay thì mình sẽ ăn món không biết món gì luôn, cả nhà đón xem nha. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại video tiếp theo ngày mai.